Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn Toán lớp 10 sách cánh diều, bài 2. Rồi ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn Toán lớp 10 sách cánh diều bằng cách là các em vào danh sách phát được thầy giáo đặt ở cuối video này, hoặc là các em vào trực tiếp kênh Học Toán Online, các em tìm ở mục danh sách phát nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh Học Toán Online thì các em nhớ ủng hộ thầy giáo bằng cách nhấn vào nút đăng ký và nhấn chuông. Thì đây cũng là cách để các em nhận được những video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Rồi hôm nay là chúng ta sang phần ba la mã giao của hai tập hợp. Hoạt động 6. Lớp trưởng lập hai danh sách các bạn đăng ký tham gia câu lạc bộ thể thao như sau. Biết trong lớp không có hai bạn nào cùng tên. Bóng đá gồm An, Bình, Trung, Dũng, Minh, Lam, Phương. Bóng rổ gồm An, Trung, Khang, Phong, Quang, Tuấn. Hãy liệt kê danh sách các bạn đăng ký tham gia cả hai câu lạc bộ. A. Các bạn đăng ký tham gia cả hai câu lạc bộ, nó chính là cái phần giao của hai cái tập hợp này. Được chưa? Nếu các em coi hai danh sách này là hai tập hợp thì danh sách các bạn đăng ký tham gia cả hai câu lạc bộ nó chính là phần giao của hai tập hợp này. Tức là phần chung đấy, các em hiểu nó là phần chung. Ở trên có An, ở dưới có An. Ở trên có Trung, ở dưới có Trung. Như vậy danh sách các bạn đăng ký tham gia cả hai câu lạc bộ là An tham gia cả hai câu lạc bộ, Trung cũng tham gia cả hai câu lạc bộ. Thì An và Trung chính là phần giao của hai tập hợp. Các em hình dung được chưa? Rồi, tập hợp gồm tất cả các phần tử. Nó vừa thuộc tập hợp A, vừa thuộc tập hợp B, thì được gọi là giao của hai tập hợp A và B. Ta ký hiệu là A giao với B. Được chưa? Các em hiểu giao chính là phần chung của cả hai tập hợp. Giao điểm của hai đường thẳng là điểm chung của hai đường thẳng. Thì giao của hai tập hợp nó chính là cái phần chung của hai tập hợp. Thầy giáo ví dụ như thế này. Tập hợp A gồm các phần tử là 2, 4, 6. Tập hợp B gồm các phần tử là 3, 4, 9. Thì giao của hai tập hợp A và B nó chính là những phần tử chung của cả hai tập hợp này. Hai tập hợp này thì chỉ có một phần tử chung, đó là 4 thôi. Được chưa? Vậy giao của hai tập hợp A và B nó chính là một tập hợp gồm các phần tử x. X nó vừa thuộc A, đồng thời x nó cũng thuộc B. Ta nói tập hợp A giao B được minh họa bởi phần gạch chéo trong hình 5. Đây. Tập hợp A và tập hợp B nó có phần chung chính là cái phần gạch chéo này. Thì phần chung của cả hai tập hợp đó chính là giao của hai tập hợp. Các em hiểu chưa? Các em nhớ nha. Giao của hai tập hợp là một tập hợp. Tập hợp đó gồm các phần tử x. Nó vừa thuộc tập A và nó vừa thuộc tập B. Được chưa? Đây chính là phần giao này. Cái phần chung này chính là phần giao này. Rồi. Như vậy là các em ghi nhớ.
X thuộc A giao B khi và chỉ khi X thuộc A và X thuộc B. Câu này có nghĩa là như thế nào? À, có nghĩa là X là giao của hai tập hợp A và B, thì ta suy ra X nó thuộc A và đồng thời X nó cũng thuộc B. Ngược lại, nếu X thuộc A và đồng thời X nó cũng thuộc B, thì suy ra X nó chính là phần chung, hay nói cách khác, X nó là giao của hai tập hợp A và B. Tiếp theo là các em sang ví dụ 4. Tìm giao của hai tập hợp trong mỗi trường hợp sau. Câu A. Ta có tập hợp A gồm các phần tử x là số tự nhiên, sao cho x là ước của 16. Tập hợp B gồm các phần tử x là số tự nhiên, sao cho x là ước của 20. Bây giờ các em tìm giao của A và B, có nghĩa là các em tìm phần chung của A và B. Rồi trước hết là các em sẽ tìm các số là ước của 16. 16 bằng 1 nhân 16, 2 nhân 8, 4 nhân 4. Từ đó chúng ta suy ra các ước của 16 là 1 này, 2 này, 4 này, 8 này, 16. 1, 2, 4, 8, 16. Thì đây chính là tập hợp A. Tập hợp B gồm các phần tử x là số tự nhiên, sao cho x là ước của 20. Trước hết là các em tìm các ước của 20. Thì số 20 các em viết thành 1 nhân 20, 2 nhân 10, 4 nhân 5. Vậy các em suy ra các ước của 20 là 1, 2, 4, 5, 10, 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Được chưa? Các em liệt kê ra như thế này thì chúng ta dễ dàng tìm ra phần chung của cả hai tập hợp. Phần chung của A và B là những phần tử nào? 1 này, ở đây có 1, đây có 1, chỗ này có 2, chỗ này có 2, chỗ này có 4, chỗ này có 4. Còn phần nào chung không? Hết rồi đúng không? Vậy A giao B nó chính là một tập hợp gồm các phần tử 1, 2, 4. Các em đã hình dung được chưa? Câu B. Câu B cho tập hợp C gồm các phần tử x là số tự nhiên, trong đó x là bội của 4. Cho tập hợp D gồm các phần tử x là số tự nhiên, trong đó x là bội của 5. X là bội của 4, x là bội của 5. Vậy phần chung của cả hai tập hợp này nó chính là một tập hợp nó gồm các phần tử là bội chung của cả 4 và 5. Bội của 4, bội của 5 thì phần chung sẽ là bội của cả 4 và 5. Các em hình dung được chưa? Cái số nào nó là bội của cả 4 và 5 thì đó chính là giao của hai tập hợp C và D. Ở đây người ta viết này, C giao với D, nó là một tập hợp. Tập hợp này gồm các phần tử x là số tự nhiên, x là bội của 4 và x là bội của 5. Hay nói cách khác là x là bội chung của 4 và 5. Được chưa? Hoặc là chúng ta cũng có thể làm theo cách khác. Ở đây các em tìm bội chung của 4 và 5. Muốn tìm bội chung của 4 và 5 thì các em tìm bội chung nhỏ nhất của 4 và 5. Bội chung nhỏ nhất của 4 và 5 bằng 20. Vậy suy ra bội chung của 4 và 5 là 20 nhân 0
bằng 0. 20 nhân 1 bằng 20. 20 nhân 2 bằng 40. 20 nhân 3 bằng 60, vân vân. Hay nói cách khác, C giao với D nó bằng cái tập hợp này. Các em hình dung được chưa? Các em sang phần 4 là mã hợp của hai tập hợp. À, nghe tên tiêu đề thôi thì chúng ta cũng có thể hình dung ra. Hợp của hai tập hợp có nghĩa là chúng ta sẽ gộp hai tập hợp lại với nhau. Được chưa? Gộp hai tập hợp lại với nhau. Khi liệt kê ra thì mỗi phần tử chúng ta chỉ cần liệt kê một lần thôi. Cụ thể các em vào phần hoạt động 7. Hai trường dự định tổ chức giải thi đấu thể thao cho học sinh lớp 10. Trường thứ nhất đề xuất 3 môn thi đấu là bóng bàn, bóng đá, bóng rổ. Trường thứ hai đề xuất 3 môn thi đấu là bóng đá, bóng rổ, cầu lông. Bây giờ các em lập danh sách những môn thi đấu mà cả hai trường đã đề xuất. À, cả hai trường đã đề xuất. Có nghĩa là các em sẽ hợp lại danh sách của cả hai trường. Môn nào chung thì chúng ta chỉ nhắc một lần thôi. Các em hình dung được chưa? Chúng ta hợp lại hai cái danh sách này là một, thì đó chính là hợp của hai tập hợp. Danh sách những môn thi đấu mà cả hai trường đã đề xuất là: trường thứ nhất đề xuất là bóng bàn, bóng đá, bóng rổ. Trường thứ hai đề xuất là bóng đá. À, bóng đá có rồi thì các em không cần phải viết lại. Bóng rổ có rồi, các em không cần phải viết lại. Các em bổ sung thêm cầu lông vào thôi. Các em hình dung được chưa? Bổ sung thêm cầu lông thôi. Như vậy, danh sách những môn thi đấu mà cả hai trường đã đề xuất là 4 cái môn này: bóng bàn, bóng đá, bóng rổ, cầu lông. Thì đây chính là hợp của hai tập hợp. Tập hợp thứ nhất, tập hợp thứ hai. Đây là hợp của hai tập hợp. Các em hình dung được chưa? Rồi, vậy ký hiệu hợp thì chúng ta sẽ viết ngược lại của ký hiệu giao. Giao là giao là quay xuống, còn hợp là quay lên như thế này. Các em hình dung được chưa? Vậy A hợp với B thì nó cũng là một tập hợp. Nó gồm các phần tử X, nó thuộc A hoặc là thuộc B. Cái phần tử x này nó thuộc A hoặc là thuộc B. Thì tập hợp A hợp B được minh họa bởi phần gạch chéo trong hình 6. Đây. A là cái vòng tròn này. B là cái vòng tròn này. Hai vòng tròn hợp lại với nhau. Thì cái phần chung chúng ta chỉ nhắc một lần thôi. Các em hình dung được chưa? Hợp lại. Như cái ví dụ ở phần trên mà thầy giáo vừa phân tích. Để cụ thể thì thầy giáo ví dụ thêm. Tập hợp A gồm các phần tử 2, 4, 6. Tập hợp B gồm các phần tử 3, 4, 6. Thì hợp của hai tập hợp, tức là A hợp B, A hợp với B thì sẽ bằng: hợp của hai tập hợp chính là một tập hợp gồm các phần tử nó có thể là nó thuộc A và có thể là nó thuộc B. Các em cứ liệt kê đầy đủ những phần tử có mặt ở hai tập hợp A và B. Ở A thì có 2, 4, 6, đúng không? Ở A là có 2 này, 4 này, 6 này. Ở B có 3, 4, 6 thì ta có hợp là 2 này, 3 này. Số 4 nó có mặt ở cả hai tập hợp thì chúng ta cũng chỉ cần viết một lần thôi. Số 6 nó có mặt ở hai tập hợp
Vậy chúng ta cũng chỉ viết một lần thôi. Được chưa? Thì đây chính là hợp của cả hai tập hợp. Được minh họa như hình 6 này. Cái phần gạch chéo ở hình 6 này. Các em sang phần ví dụ 5. Cho tập hợp Q các số hữu tỉ và tập hợp Y các số vô tỉ. Bây giờ các em tìm giao của Q và Y. Hợp của Q và Y. À, ví dụ rất thú vị đấy. Trước hết là chúng ta phải ôn lại kiến thức cũ này. Số vô tỉ thì các em hiểu nó chính là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Số thập phân vô hạn không tuần hoàn đó là những số mà phần thập phân chúng ta không thể đếm được có bao nhiêu chữ số. Phần thập phân mà chúng ta không thể đếm được nó có bao nhiêu chữ số thì đó gọi là vô hạn. Ở phần thập phân đó không có chữ số hay là nhóm chữ số nào nó được lặp lại mãi thì nó gọi là không tuần hoàn. Được chưa? Thì cái số vô tỉ nó là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Ví dụ như là các em tính căn 2, căn 3 hoặc là căn 5 hoặc là số pi. Các em biết số pi rồi, số pi nó chính là số vô tỉ. Nó chính là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Các em lấy máy tính ra, các em bấm căn 2, căn 3, căn 5 thì chúng ta sẽ được cái số như vậy. Thì căn 2, căn 3, căn 5 nó chính là số vô tỉ. Số hữu tỉ thì chính là những số còn lại. Tức là trừ cái số vô tỉ ra. Trong cái tập hợp R đấy, chúng ta trừ số vô tỉ ra thì nó chính là những số còn lại. Những số còn lại đó là số hữu tỉ. Tức là số hữu tỉ nó chính là phân số này, là số nguyên này, là số thập phân hữu hạn. Số thập phân hữu hạn tức là những số thập phân mà ở phần thập phân chúng ta có thể đếm được nó có bao nhiêu chữ số. Ví dụ như là 0,36 thì các em đếm được phần thập phân nó có 2 chữ số, đúng không? Vậy 0,36 là số thập phân hữu hạn. Rồi số thập phân vô hạn nhưng tuần hoàn. À, số thập phân vô hạn nhưng tuần hoàn thì nó là số hữu tỉ. Còn số thập phân vô hạn không tuần hoàn thì nó là số vô tỉ. Rồi. Số vô tỉ và số hữu tỉ hợp lại thì ta được tập hợp số thực. Được chưa? Số thực thì nó gồm số vô tỉ và số hữu tỉ. Vậy. Một số nó thuộc số vô tỉ thì nó không thể là số hữu tỉ. Còn một số nó là số hữu tỉ thì nó không phải là số vô tỉ. Hay nói cách khác là Q giao với Y thì chắc chắn nó bằng rỗng. Được chưa? Số vô tỉ và số hữu tỉ nó không có phần tử chung. Như vậy là Q giao với Y thì nó sẽ là tập rỗng. Còn nếu mà Q mà hợp với Y, hợp các em hiểu là cộng. Số vô tỉ mà cộng với số hữu tỉ thì nó chính là tập hợp số thực R. Q mà giao với Y thì ta được tập R. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 4. Cho hai tập hợp. Tập hợp A gồm các phần tử X thuộc R. Nhưng chúng ta chỉ lấy X nhỏ hơn hoặc bằng 0 thôi. Các em hình dung này. Cả cái trục này, cả cái trục số này là nó gồm tập hợp các số thực. Được chưa? X nhỏ hơn hoặc bằng 0 là chúng ta lấy từ 0 trở về phía bên trái. Các em lấy cả 0 nha. Các em lấy từ 0 trở về phía bên trái. Tập hợp B. Tập hợp B thì gồm các phần tử X thuộc R. X thuộc R, nhưng chúng ta lấy X lớn hơn hoặc bằng 0, tức là lấy từ 0 trở về phía bên phải. Thì đây chính là tập hợp B. Được chưa?
Vậy A giao B. A giao B có nghĩa là cái phần chung của A và B. À, phần chung của A và B này nó chỉ là số 0 thôi. Được chưa? A giao với B nó chính là 0. Nó là một tập hợp. Nhưng tập hợp này nó chỉ có một phần tử là 0 thôi. Được chưa? Còn A hợp với B. A hợp với B. Chúng ta hợp lại. Thì đó chính là tập hợp R. A này nó chính là nửa bên bên trái này. B là nửa bên phải này. Nó có chung điểm 0 này. Thì hai cái nửa này hợp lại ta được trục số thực R. A hợp với B nó chính là tập R. Rồi phần này thì chúng ta sẽ học ở tiết sau. Phần 5, phần bù hiệu của hai tập hợp. Các em có thể theo dõi tiếp video ở sách Sách Phát, Toán lớp 10 sách Cánh Diều. Rồi xin chào và chúc em học tốt.